Chào mừng quý vị đến với kênh tin hot 24 giờ thể thao của chúng tôi. Đây là kênh tin tức và thể thao mới nhất. Kính thưa quý vị khán giả, Hòa Minzy Di bật khóc ngay trên sân khấu. Lý do đang khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán xôn xao. Khoảnh khắc Hòa Minzy Di dưng dưng lệ trên sân khấu đã được netizen ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Kể từ sau thông báo chính thức chia tay với bạn trai Minh Hải, Hòa Minzy Di là cái tên nhận được sự quan tâm của dân mạng. Sau cuộc tình đổ vỡ, cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc, tập trung phát triển sự nghiệp. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật nhiều bài đăng thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc và lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây nhất nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến khoảnh khắc Hòa Minzy rơi lệ ngay trên sân khấu. Cụ thể, trong đêm diễn vào tối ngày 14 tháng 5 tại Đà Lạt, giọng ca sinh năm 1995 đã bật khóc khi thể hiện ca khúc Sợ Yêu. Có lẽ, vì lời bài hát có quá nhiều điểm tương đồng với chuyện tình cảm của bản thân khiến giọng ca gốc Bắc Ninh yếu lòng. Ngay lập tức, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy Di rơi lệ trên sân khấu nhanh chóng viral trên khắp các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chứng kiến khoảnh khắc này, Khán giả đồng loạt bày tỏ sự đồng cảm với Hòa Minzy và gửi cơn mưa lời khen cho bài nhạc chạm đến trái tim của người nghe. Thậm chí, nhiều người suýt xoa trước cách nữ ca sĩ chịu đựng, nén đi cảm xúc dâng trào để thể hiện trọn vẹn ca khúc dành tặng mọi người, hiểu và thông cảm cho cảm xúc của Hòa Minzy, mong Hòa sẽ luôn mạnh mẽ và mỉm cười. Cảm xúc quá chị ơi, đúng là người từng trải có khác mà nghe từng câu từng chữ hòa min di hát mà sao mình thấy giống như đang nói chính cô ấy thế bài hát này y như viết cho cuộc đời của hòa min di sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều được biết dù quyết định đừng ai nấy đi nhưng hòa min di và thiếu gia minh hải khiến dân tình nể phục bởi cách hành xử đầy văn minh lịch sự theo như nữ ca sĩ tiết lộ cả hai chia tay trong yên bình chứ không vì bất cứ tác động nào bên ngoài thậm chí trước sóng gió dư luận giọng ca sinh năm 1995 còn trực tiếp lên tiếng bênh vực tình cũ. Hậu chia tay, cả hai không nhắc đến nhau trên truyền thông mà tập trung cho công việc và cuộc sống riêng. Hiện tại, Hòa Minh Di vẫn tiếp tục các dự án nghệ thuật và dành nhiều thời gian ở bên quan tâm, chăm sóc bé bò, con chung của cô và bạn trai cũ. Cảm ơn các bạn đã xem video.